Dạo gần đây nếu như mọi người có quan tâm đến những kênh channel về men style, ví dụ như là Alex Costa hoặc là Wanda Street, thì mọi người sẽ thấy là Abercrombie hiện đang khá nổi tiếng với lại cái đợt drop gần đây của họ. Đây là ba cái áo mà mình vừa mới mua được rồi của Abercrombie, mặc đã lắm và cái cảm giác gần gần giống với lại Amy Leondo 2021 á. Nhưng mà cái này sneak peek thôi, video sau mình mới nói. Nếu mà các bạn bấm video này thì các bạn chỉ đến đây vì một lý do thôi, đó chính là các bạn là nam và các bạn đang muốn ăn mặc đẹp hơn. Vậy đó là không làm mất thời gian của bất kỳ ai nữa, chúng ta cùng bắt đầu lại điều đầu tiên để giúp cho bạn ăn mặc đẹp hơn nha. Yếu tố đầu tiên để giúp cho các bạn đàn ông ăn mặc đẹp hơn đó chính là đầu tư vào những món đồ basic. Mình biết là mình nói về cái điều này hoài nhưng mà các bạn cần phải hiểu, một cái căn nhà mà nó có lớn, nó có đẹp đi nữa thì các bạn cũng phải xây từ cái nền đi lên, chứ các bạn không thể nào bụp một cái xây nguyên căn nhà được. Và đó cũng là lý do vì sao mà sở hữu những cái món đồ basic, ví dụ như là những cái chiếc áo sơ mi trắng nè, những cái chiếc áo thun đen nè, hoặc là những cái chiếc áo jean jacket như thế này rất rất là quan trọng, bởi vì đây là những cái món đồ giúp xây dựng cái tủ đồ của bạn. Và lý do vì sao mình lại dùng từ đầu tư thay vì mình dùng từ mua, bởi vì khi mà các bạn mua những cái món đồ basic á, thì các bạn nên dùng tiền của mình để mà mua những cái món đồ chất lượng nhất có thể trong cái túi tiền của bạn, bởi vì chắc chắn bạn sẽ sử dụng những món đồ này rất là thường xuyên. Và cũng bởi vì thường xuyên mặc nên là các bạn cần phải có cái cảm giác thoải mái khi mặc những món đồ đó và cảm thấy rất là hài lòng, và những cái món đồ rẻ tiền chắc chắn sẽ không mang lại cho bạn cảm giác đó. Mình nhớ hồi trước khi mình thích những cái áo sơ mi á, thì mình đến H&M mình mua về đâu đó khoảng 2-3 cái gì đó rồi mình về mặc. Nhưng mà các bạn biết gì không, mình không có hài lòng với bất cứ một chiếc áo sơ mi nào, cho nên là mình không bao giờ mặc chiếc áo sơ mi đó luôn. Nếu mà để nói mua những chiếc áo chất lượng hơn thì giá tiền nó sẽ nhỉnh hơn nhiều thì cũng không hẳn, bởi vì cái chiếc áo sơ mi mình mới cho mọi người coi, mình mua của Uniqlo có rơi vào đó khoảng $25 à, trong khi một chiếc áo sơ mi của H&M đã $20 mất rồi. Vậy nên cho dù bạn có theo đuổi phong cách nào nữa thì các bạn cũng nên xây từ cái nền móng đi lên, bắt đầu từ những cái chiếc áo thun nè, có thể là áo thun firm fit hoặc là áo thun oversize tùy vào cái phong cách bạn theo đuổi. Sau đó là những cái chiếc áo sơ mi các bạn có thể phối formal casual hoặc là smart casual, rồi sau đó là tìm đến những cái chiếc áo jacket, ví dụ như là jean jacket, leather jacket, suede jacket, và cũng từ đó các bạn sẽ có cơ hội được expand, được mở rộng cái tủ đồ của mình ra, và những cái món đồ đó chắc chắn sẽ rất là dễ phối với nhau, bởi vì đó đều là những món đồ basic nằm ở mức foundation. Điều thứ hai để giúp cho các bạn ăn mặc đẹp hơn đó chính là khi mà các bạn theo đuổi bất kỳ một phong cách nào thì các bạn hãy theo đuổi một phong cách ở trong cùng một thời điểm nhất định mà thôi. Mình nói ra cái đề là bởi vì cái đây không lâu mình cũng đã cố gắng thử nhiều phong cách trong cùng một lúc, ví dụ như là theo một chút hip hop, một chút streetwear, rồi theo một chút lịch sự, một chút slim fit đàn ông mạnh mẽ. Nhưng mà các bạn nhận ra gì không? Đó chính là bất cứ một lúc nào mình cũng mặc đồ không giống cái gì cả. Kiểu nói dân giả hơn là lúc đó mặc đồ như ba rọi, nửa nạt nửa mỡ, không có cái gì theo cái gì hết. Lý do cho điều này là bởi vì theo mỗi một phong cách thì các bạn sẽ mua một cái nhóm đồ nhất định để theo đuổi phong cách đó, và sẽ rất là khó để mà hòa trộn với lại những cái phong cách khác. Ví dụ như mình nói, nếu mà mình theo phong cách kiểu lịch sự men style đi, mình sẽ thường xuyên mua những cái chiếc áo sơ mi hoặc là những chiếc áo thun slim fit, thì các bạn tự hỏi là bây giờ mình quăng một cái chiếc quần kiểu hơi oversize ba gì, kiểu theo phong cách fashion forward giống như là bạn Kiên Phạm coi, nhìn nó không giống cái gì hết á. Vậy nên nếu như bây giờ các bạn đang theo đuổi một phong cách nào đó, ví dụ các bạn theo đuổi phong cách men style, phong cách streetwear, phong cách fashion forward, thì các bạn hãy tập trung đi vào cái phong cách đó và nghiên cứu nhiều hơn về cái cách phối đồ của cái phong cách đó trước đã. Và các bạn hoàn toàn có thể theo đuổi nó, ví dụ như là 6 tháng 1 năm các bạn không thích, các bạn có thể thay đổi, hoặc là các bạn cũng có thể phát triển nhiều hơn phong cách của mình. Còn nếu như mà các bạn không thích thì các bạn có thể giữ lại nó, các bạn cũng có thể tiếp tục theo đuổi phong cách đến cùng, bởi vì ở trong một cái phong cách có rất là nhiều cách để khai thác. Một khi mà các bạn đã xác định phong cách của mình là gì, cũng như là đào sâu và nghiên cứu nó nhiều hơn, thì chắc chắn lúc đó các bạn sẽ ăn mặc theo cái phong cách đó đẹp hơn các bạn nghĩ rất là nhiều. Và đến lúc đó mọi người sẽ không có chê bạn nhàm chán đâu, mà mọi người còn nói wow, nhờ cái người này mà mình mới biết cái phong cách này có thể ăn mặc được đẹp đến như vậy. Đối với lại yếu tố thứ ba để giúp cho các bạn đàn ông ăn mặc đẹp hơn đó chính là tập trung vào tiểu tiết. Tiểu tiết ở đây mình nói ví dụ như là những cái chiếc nhẫn đồng hồ nè, mà còn có thể expand, có thể mở rộng ra nữa, ví dụ như là những chiếc suspender, những cái sợi dây nịt, hoặc là những cái cách mang giày, mang vớ. Tiểu tiết nó rất là quan trọng bởi vì nó nói lên cái phong cách, nó nói lên cái cá tính của cái người mặc cái bộ đồ đó. Mình nói hình dung ở đây đi, ví dụ như là theo phong cách men style, các bạn mặc một chiếc áo thun đen, một jean đen đi cùng với một đôi boot, bất cứ một ai cũng có thể mặc những cái món đồ như vậy lên người cả. Nhưng khi mà các bạn tập trung vào tiểu tiết, ví dụ các bạn mang một sợi nịt khác nè, mang một chiếc đồng hồ khác nè, mang một cặp nhẫn khác nè, thì chắc chắn bạn với lại một cái người khác nhìn sẽ rất là khác nhau. Để nói về tiểu tiết ở trong phong cách ăn mặc á, thì mình sẽ làm một cái video riêng hẳn hoi để mà các bạn có thể tập trung vào những cái yếu tố đó hơn, bởi vì mình không muốn cái video nó quá dài. Kỹ năng tự học ở trong thời trang cũng là một kỹ năng rất là quan trọng, vậy nên nếu như các bạn vẫn chưa biết cái gì thì các bạn cứ lên Google và tìm thử. Còn nếu như mà các bạn chưa thấy có cái điều gì mà hiện hữu trên Google thì hỏi mình
hoặc là comment ở bên dưới cho mình biết. Đó là điều thứ tư sẽ giúp các bạn ăn mặc đẹp hơn, đó chính là chuẩn bị cho mình một body đẹp. Thật ra khi mà nói về foundation thì body nó nên nằm ở mức số 1 chứ không phải là mức số 4. Nhưng cái lý do mình nói mức số 4 là bởi vì mình hiểu được rằng á, để xây dựng được một body đẹp nó tốn rất là nhiều thời gian, chứ không thể nào nói chuẩn bị cho mình một body đẹp trước rồi mới bắt đầu tìm kiếm những cái món đồ basic. Cho dù các bạn có không thừa nhận bao nhiêu nữa thì các bạn cũng phải chấp nhận một cái sự thật, đó chính là những người có body đẹp thì họ sẽ ăn mặc đẹp hơn. Vấn đề ở đây nằm ở chỗ khi mà các bạn không có cho mình được một cái body đẹp á, thì bất cứ một cái món đồ nào các bạn mặc lên người cũng dùng để che khuyết điểm. Còn khi mà các bạn sẵn sàng cho mình một cái body rất là ít nhược điểm thì bất cứ một cái món đồ nào các bạn mặc lên cũng để tô điểm lên cái đẹp trên cơ thể của bạn cả. Vậy nên mua quần áo và học cách phối đồ cũng rất là quan trọng, nhưng các bạn cần phải nhớ rằng cái việc tập thể dục để mà cải thiện cơ thể của bạn lên là cái điều quan trọng nhất. Và đây mới là cái tip cuối cùng, đó chính là bạn cần cái sự tự tin cho dù bạn có theo đuổi bất cứ một phong cách nào đi nữa. Nói ra nghe rất là cliché, rất là hiển nhiên, nhưng mà cái vấn đề quan trọng nó luôn luôn nằm ở cái bên trong chứ không phải nằm ở bên ngoài. Bởi vì cho dù các bạn có mặc một cái outfit nó đẹp cỡ nào đi nữa mà các bạn không có tự tin show nó ra bên ngoài thì người ngoài nhìn vào người ta nói anh chàng này không đủ tự tin để gánh được cái outfit này. Bây giờ mình nói ví dụ khi mà các bạn ra đường các bạn thích ăn mặc lịch sự một chút, các bạn thích mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen đi cùng với lại những cái đôi Chelsea boot, thì tới lúc đó các bạn phải đủ tự tin để mặc outfit đó nha. Bởi vì không phải cứ lên outfit là đẹp đâu, mà các bạn còn phải đủ tự tin, các bạn phải có một cái suy nghĩ trong đầu là à, mình là một người rất là nam tính, và khi mình bước ra ngoài với lại outfit này á thì mình muốn mọi người nhìn mình với một cái ánh nhìn chà, đây là một anh chàng rất là lịch sự. Còn nếu như cùng một outfit đó nhưng khi mà các bạn bước ra đường, các bạn có một cái mindset là mọi người không biết có nhìn mình đánh giá là sao ông này mặc đồ lố quá hay không, hay là mình mặc đồ có hơi bị quá lịch sự so với lại cái nơi mình đi hay không, thì mình sẽ nói như thế này: người ngoài nhìn vào họ nhìn ra liền lập tức. Và chắc chắn là cho dù bạn có mặc đồ đẹp như thế nào đi nữa mà bạn thể hiện ra những cái yếu tố thiếu tự tin thì người ngoài nhìn vào người nói cái ông này mặc đồ làm sao vậy ta. Và đó chính là năm cái tip đã giúp cho bản thân của mình cũng như rất là nhiều người theo đuổi thời trang được ăn mặc đẹp hơn. Và nếu như các bạn áp dụng theo tất cả những cái nguyên tắc này thì mình chắc chắn không sớm thì muộn các bạn cũng sẽ được cho là một người ăn mặc rất là đẹp. Và cũng như mình có chia sẻ đầu video, nếu như các bạn tò mò về những cái pick up của mình từ Abercrombie & Fitch cũng như là Uniqlo thì các bạn nhớ bấm nút subscribe bên dưới nha, bởi vì cái video đó sẽ ra rất là sớm thôi. Ok, Khiên, see you again soon.